Xin chào các bạn, Beta là một dòng cá rất là đẹp. Dòng cá này có vẻ đẹp tiềm ẩn, tiềm năng. Dòng cá rất là khỏe, chúng có thể khả năng sống trong một chiếc lọ nhỏ hay trên một chiếc bình mà không cần phải sụp không khí. Dòng cá này thì từ nhỏ mình đã rất là thích rồi. Thì hôm nay mình muốn làm một cái video này để cho các bạn cùng xem qua cái quá trình khi mà mình đến một cửa hàng cá cảnh mình mua nhá. Các bạn cùng theo chân mình. Đây là mình quay lại một cảnh mình đang đi trên đường. Trên đường Hà Nội. Trên Hà Nội thì có rất là nhiều shop cá Beta. Nhưng mình chọn cái phố Ngọc Lâm, Long Biên để mình đi sắm cho mình một em Beta ưng ý. Khi mà vào shop thì đi vào một cái ngõ rất là nhỏ luôn. Ngõ này chỉ đủ vừa một con xe máy đi thôi. Các bạn biết đấy, trên Hà Nội đất chật người đông. Đấy, cho nên là nhà ai cũng rất chi là nhỏ, ngõ ngách thì rất chi là bé. Để tìm được địa chỉ đi vào mua mấy chú cá Beta ưng ý rất là vất vả anh em ạ. Đấy, anh áo xanh vằn đen kia là chủ quán. Anh đấy có một niềm đam mê cá Beta rất là lớn luôn. Trên sảnh anh ấy tận dụng một không gian ngoài sảnh đằng sau nhà của mình. Mình đang quay xung quanh không gian. Đây là những chiếc lọ anh đấy dưỡng cá Beta. Các bạn có thắc mắc là tại sao nước lại vàng như thế không? Thì trong cái nước màu vàng là ngâm nước lá bàng. Bây giờ chúng ta cùng xem những chú cá nhé. Những chú cá sau khi mà mình mua về, mình thả trực tiếp vào bể kính nhà mình, chưa qua nước lá bàng. Đây là dòng cá Beta đuôi tưa, rất là đẹp luôn. Các bạn có nhìn thấy cái vẻ đẹp của nó không ạ? Mình cá là các bạn mới chơi cá hoặc là chưa chơi bao giờ, nhưng mà cũng bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của những chú cá này. Giá thành của những chú cá này thì cũng rất là rẻ thôi, chỉ dao động từ 50k cho đến 100k thôi. Có những loại đắt hơn thì là 150k đến 300k, tùy vào sở thích của người chơi. Nhưng mà theo mình, các bạn mới chơi thì chỉ cần đầu tư những chú cá 30k đến 50k là rất là đẹp rồi. Dòng cá này là dòng đỏ và dòng vàng. Hai cái dòng cá này thì đuôi của nó, form đuôi rất là ngắn. Mình đang quay một cái bể kính có vách ngăn ở giữa, thì hai chú cá nhìn thấy nhau là đã muốn nhảy vào chọi nhau rồi. Cho nên tại sao con cá này lại được tên là cá chọi, còn tên tiếng Anh của nó là cá Beta. Nguồn gốc của dòng cá Beta này là cá lia thia. Ở trong Sài Gòn hay các khu vực miền Tây thì rất là nhiều. Chúng thường được bắt ở ngoài ruộng, ngoài mương. Nhưng sau khi được lai tạo qua các nhà lai tạo bên Thái Lan, bên Indonesia hoặc là Việt Nam thì chúng có cái vẻ đẹp mỹ miều hơn rất nhiều so với dòng cá lia thia thông thường. Theo mình thì mình gọi cá này là Beta, các bạn gọi là cá chọi thì cũng rất là đúng. Đây là dòng loại cá Nemo Half Moon. Nemo Half Moon thì nó sẽ chia ra làm 3 khoang màu, màu cam, màu đỏ, màu trắng. Như dòng cá Nemo Half Moon này có giá bán thị trường hiện nay là 150k. Rất là đẹp đúng không ạ? Đuôi của nó rất là lụa. Tập tính của dòng cá này thì khi mà thả chung thì chúng sẽ oánh nhau, oánh cho rách đuôi, rách vây luôn. Cho nên là các bạn không được thả chung nhé. Đây là các cái dòng cá đơn sắc Half Moon thông thường. Nói gì thì nói thì mỗi một con cá đều có một vẻ đẹp riêng,
không con nào giống con nào. Bản thân mình thì mình thích tất cả các màu sắc, nên là ở nhà mình đã làm một dàn mấy chục cái bể, mỗi bể nuôi một em beta rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Các bạn mà muốn sở hữu cho mình một em cá beta từ miền Bắc đến miền Nam, nếu như các bạn không biết mua ở đâu thì các bạn có thể lên các hội cá cảnh, hội thủy sinh trên Facebook. Các bạn có thể tìm và mua được một em cá ở gần khu vực mình nhất. Nhưng mà nếu các bạn thích mua hàng của mình thì có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0967 313 650. Sẽ kết bạn qua Zalo với Facebook của mình. Sẽ liên lạc trực tiếp cho mình nhé. Mình sẽ ship hàng đến tận nơi cho các bạn. Phí ship thì cũng chỉ từ 20 đến 50k thôi. Rất là rẻ luôn. Bên mình có các dòng cá beta, từ dòng đuôi ngắn, dòng đuôi dài. Loại mình đang quay này là loại Dumbo Half Moon. Rất là nhiều màu, nhưng mà mình chỉ quay được một vài màu bởi vì cái thời lượng video mình làm cũng chỉ được như thế này thôi. 45 phút cho anh em xem thì nó dễ hiểu hơn. Khi mà các bạn quan tâm hay là ủng hộ kênh YouTube của mình, thấy hay thì các bạn nhớ like và subscribe nhé, tức là ấn đăng ký kênh đấy. Thôi, mình xin chào tạm biệt các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.